Thưa quý vị, được xây dựng từ tình tiết của những vụ án có thật, gắn với đặc điểm tâm lý lứa tuổi, thời gian qua, những phiên tòa giả định được xem là một trong những mô hình tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật hiệu quả đối với thanh thiếu niên, nhất là học sinh, sinh viên. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại quận Liên Chiểu. Một buổi tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật về ma túy do quận đoàn Liên Chiểu phối hợp với Tòa án Nhân dân và Viện Kiểm sát quận thực hiện tại trường Cao đẳng Giao thông Vận tải dưới hình thức phiên tòa giả định. Phiên tòa được dựng lại đúng quy trình tố tụng một vụ án hình sự về tội tổ chức sử dụng mua bán trái phép chất ma túy. Sau các phần xét hỏi, tranh tụng và tuyên án, người tham dự phiên tòa còn tham gia trả lời các câu hỏi liên quan đến vụ án, qua đó giúp các bạn trẻ củng cố kiến thức pháp luật liên quan đến tội danh được xét xử. Tham gia qua các buổi tuyên truyền xử án ngày hôm nay thì em hiểu được là mức xử phạt, mức nghiêm trọng khi mà chúng ta bị phạm vào những cái lỗi như thế này. Thay vì tiếp cận những điều khoản quy định của pháp luật một cách khô khan, những phiên tòa giả định như thế này với các tình tiết chân thật, cụ thể đã giúp đoàn viên thanh niên dễ tiếp thu, nắm bắt các nội dung và nâng cao nhận thức pháp luật khi trực tiếp chứng kiến toàn bộ quá trình xét xử theo quy định. Có nhiều cái hiểu biết hơn và có thể là em từ đấy có thể là tránh và để bảo vệ bản thân mình cũng như là mọi người xung quanh. Trong thời gian vừa qua, chúng tôi đã có nhiều cách, nhiều mô hình tuyên truyền giáo dục pháp luật cho các bạn, như tuyên truyền giáo dục qua infographic, qua mạng, và đặc biệt là chúng tôi đã tổ chức các phiên tòa giả định tại các trường học. Thì thông qua các hoạt động này thì giúp cho các bạn đoàn viên thanh niên cũng như sinh viên tiếp cận pháp luật một cách trực quan, sinh động, tránh những vi phạm đáng tiếc. Việc nhân rộng các phiên tòa giả định được xem là cách làm thiết thực, mang lại hiệu quả giáo dục cao đối với thanh thiếu niên. Đây cũng là công cụ để đoàn thanh niên và ngành chức năng tuyên truyền hiệu quả luật an ninh mạng, phòng chống ma túy, gây rối trật tự công cộng, bạo lực học đường, v.v. trong tình hình hiện nay. Từ đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong giới trẻ, góp phần xây dựng xã hội thượng tôn pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.